Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 2 tháng chạm năm Tân Sửu Ngày này là ngày Đinh Tỵ tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính Ngọa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ canh tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim Quỹ giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trần, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh xa trung thổ ngày đinh tị tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm xa trung thổ kỳ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sở thổ ngày tị lục hợp với thân tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ hợi, quý hợi, quý sửu, quý tỵ và quý mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao mã đức tinh, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, Sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao, tự khí, quan phú, gió mọi việc, sao cửu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao tội chỉ, xấu về tế tự, tố tụng, sao đi sàng, kỵ về cưới hỏi. Vậy hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có điểm báo, bản mệnh cần phải chú ý, hãy mở rộng mối quan hệ với người khác cũng như là chủ động để giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu như bạn giúp đỡ mọi người vào lúc này thì lúc khác mọi người cũng sẽ giúp đỡ cho bạn. Thậm chí đối phương còn có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai nữa nhá Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tí, nếu như bạn đang làm trong các lĩnh vực như là khoa học, nghệ thuật, y học, dịch vụ, kỹ thuật thì sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đó là nhờ trong ngày có được thiên ấn nâng đỡ. Với bạn tuổi Tý hãy nhận lấy cơ hội này để phát huy điểm mạnh của bản thân mình nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm với người nhà của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn hai bên thường xuyên có những quan điểm trái ngược nhau và bản mệnh tuổi Tý không nên khăng khăng làm theo ý của mình mà hãy thử lắng nghe suy nghĩ của người ấy xem sao nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim mở rộng mối quan hệ chủ động giúp đỡ mọi người tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nhân cơ hội này phát huy điểm mạnh của bản thân tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ khăng khăng làm theo ý của mình dễ vướng phải những rắc rối tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vợ chồng có sự bất đồng quan điểm với nhau Vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 55, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này giúp cho bạn tuổi Sửu nhận thấy đây là thời điểm mà bạn gặp khá nhiều may mắn trên phương diện tài lộc với bạn tuổi Sửu có thể phát tài một cách nhanh chóng nhờ vào nghề tay trái của mình hoặc là nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra và trong ngày này một số người trong mệnh có được cát tinh phù trợ sẽ có được cơ may phát tài bất ngờ nhờ tham gia các trò chơi may rủi như thế là trúng số, trúng thưởng. Bởi vậy, ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu rụng rịnh về tiền tiêu, không lo về chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu, bạn cũng không nên nghĩ tới việc sống phụ thuộc vào vận may của mình quá nhiều, hãy cố gắng lao động không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra và sẽ có được cuộc sống dư dả nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang rất hài hòa với nửa kia của mình trong chuyện tình cảm. Cho dù phải đối diện với chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bạn tuổi Sửu cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy để đưa ra được những quyết định thống nhất với nhau vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có được cơ may phát tài bất ngờ tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên sống phụ thuộc vào vận may tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cố gắng làm việc sẽ được đền đáp xứng đáng tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tin tưởng vào nửa kia của mình phải đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 39, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, người tuổi Tỵ, người tuổi giàu. Tử vi tuổi Dần, thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ ba này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này làm cho bạn sẽ phải làm việc nặng nhọc trong ngày hôm nay mà không có được người giúp đỡ và để giải quyết được mọi việc một cách nhanh chóng hơn thì với bạn tuổi dần nên có thái độ tích cực và chủ động chứ không nên phụ thuộc đùn đẩy cho người khác nhé và ngày thứ ba này với ba tuổi dần, dù công việc của bạn có chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu như bạn làm cậu thả áp để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc phải sai suốt, thậm chí là phải bắt đầu lại từ đầu nữa. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày mùng 2 tháng chạp năm tân Sửu thiêu hại thượng làn ông. Ngày này, nhân thần nằm ở khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy với bạn tuổi dần nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy thiêu nhị thập bát tú đang có hung tinh tỏa mệnh tướng tinh quân khỉ cho nên với bạn tuổi dần kiên cự những công việc như là khởi công tạo tác kỵ nhất là chôn cất sửa đắp về mồ mã đóng họa đường để sẵn nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, gánh vác nhiều công việc nặng nhọc, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, không nhận được sự giúp đỡ của những người khác, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, không nên làm việc một cách nhanh chóng và cẩu thả, tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, có cái nhìn lạc quan về tương lai, đừng bỏ cuộc khi gặp phải những khó khăn, tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, không nên ngại khó khăn gian khổ. Và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 31, số 77, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, người tuổi ngọ, người tuổi mão, người tuổi tuốt. Từ với tuổi Mão thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Mão, xem tử vi chỉ ra rằng bà tuổi Mão đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bà tuổi Mão và gia đình đang rất hòa hợp. Dù việc bất đồng ý kiến là khó có thể tránh khỏi, song các thành viên trong gia đình thường bình tĩnh để trao đổi với nhau cho nên tình hình được xử lý một cách êm đẹp nữa và với bạn tuổi mão á nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của bạn mà không cần bạn phải cất ra thành lời vì vậy bạn cần phải trân trọng lấy tình cảm mà hai người đang có và vun đắp mỗi ngày nữa bạn tuổi mão nhé tuy nhiên trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này lại đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn thị phi với đồng nghiệp với bà tuổi mão thường khăng khăng làm theo ý của mình mà bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác chính điều này làm cho bạn gặp phải những rắc rối không đáng có vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp quan tâm đến nhau từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nửa kia thấu hiểu và tâm lý vợ chồng đồng lòng từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ biết trân trọng tình cảm mà mình đang có từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc dễ vướng phải mâu thuẫn thị phi với đồng nghiệp từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim khang khang theo ý kiến của mình mà bỏ ngoài tai những lời của người khác góp ý và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 40, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, người tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 với bà tổ thìn bước sang ngày thứ ba này thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi thìn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. cái điều này cho thấy đây là dấu hiệu đáng mừng trên phương diện tài lộc của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay và với bà tuổi thìn trong ngày này đối với những bạn làm công ăn lương có thể sẽ được thượng nóng hoặc là tăng lương nhờ vào những cống hiến trong suốt thời gian qua của bạn cho tập thể ngoài ra với bà tuổi thìn có được lối sống tiết kiệm chi tiêu có kế hoạch sẽ giúp cho bạn lúc nào cũng dư dả về tiền tiêu, bạn không phung phí về tiền bạc cho những hoạt động vô bổ cũng như là những món đồ không thực sự cần thiết mà bạn tích góp được một khoản kha khá cho mình nữa. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ có thêm được nhiều cơ hội để giao lưu, gặp gỡ với những người khác phái khi mà bạn tham gia các cuộc vui chơi cùng bạn bè hay là tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể. Bạn đừng có cho rằng không thể có được tình yêu ở đó, bạn cần phải tin tưởng vào thần tình yêu bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, chi tiêu có kế hoạch, tài lộc được dư giá, từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nhận được tiền thưởng vì những đóng góp của bạn trước đó từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc công việc của bạn tiến triển được thuận lợi từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim các chuyện tình cảm được như ý muốn từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sắp xếp, xếp công việc để tiến hành sao cho hợp lý vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 22 số 39 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu xám quý nhân phù trợ người tuổi Tý người tuổi Thân người tuổi Tỵ từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 với bà tuổi tỵ bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này tác động xấu lên vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa bạn và cấp trên trở nên khá căng thẳng, thậm chí có người tính tới chuyện bộ việc nữa đó nhé. Và với bà tuổi tỷ, bạn cần phải suy nghĩ tích cực, suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cho mình. Bạn không nên làm việc gì trong cơn nóng giận, bởi như vậy có thể sẽ gây ra sai sót hoặc là hối tiếc về sau này. Bạn nên hành xử lý trí hơn, chứ đừng có cảm tính nhé. Và trong ngày thứ ba này với bà tuổi tỷ, cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn, chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có việc gì gây khó chịu cho bạn, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có thể giảm bớt đi phần nào căng thẳng nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ quan hệ với cấp trên trở nên căng thẳng hơn. Tử vi tuổi kỷ tỵ Thuộc mệnh mộc, không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Từ vi tuổi tân tị, thuộc mệnh kim, hãy cư xử một cách lý trí. Từ vi tuổi quý tị, thuộc mệnh thủy, bạn không nên nóng nảy khi gặp phải chuyện không hài lòng, không như ý trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi tị trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 48, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, người tuổi Ngọ, người tuổi Dậu. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 với bà tử ngọa bước sang ngày thứ ba này thầy tử vi chỉ ra rằng bà tử ngọa đang gặp được ngày nhờ có tam hội nâng đỡ cho nên công việc của bạn trong ngày hôm nay tín triển vô cùng là thuận lợi và với bà tử ngọa chỉ cần hết mình vì công việc thì bạn sẽ đạt được mục tiêu mà bạn đã đề ra thậm chí là còn vượt xa so với mong đợi nữa trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi ngoại trong ngày này cũng đang phát hiện vô cùng là hài hòa. Bạn càng may mắn hơn khi bạn có được cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay và người đó sẽ vạch ra giúp cho bạn có được những hướng đi đúng đắn, phù hợp khiến cho mọi công việc của bạn càng trở nên được thuận lợi hơn. Và trong ngày này với bạn tứ ngọ ạ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi nữa. Xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi ngọ trong ngày này đang có được niềm vui nối tiếp niềm vui khi cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay được như ý muốn, tình duyên được khởi sắc, dễ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim thực hiện mọi công việc theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, mạnh, mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, công việc phát triển được thuận lợi, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tình yêu được như ý, công việc được hanh thông. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi dần, người tuổi tuất, người tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi mùi bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho mộc vượng. Cái điều này giúp cho chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Với những mặt tích cực trong tính cách nổi bật của bạn sẽ giúp cho bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái. Tuy nhiên với bạn tuổi mùi, bạn cũng cần phải suy nghĩ trước khi quyết định liên quan đến với ai đó nhé và trong ngày này đối với những người đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất yên bình, sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhờ có người ấy mà bạn có thêm được động lực để cố gắng hơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này mang đến cho bạn có được nhiều cơ may phát tài trong ngày hôm nay. Với bà tuổi mùi có thể sẽ nhận được phần thượng hậu hĩnh nhờ vào các công việc nghề tay trái của mình. Và bà tuổi mùi, bạn thấy đấy, chỉ cần bạn cố gắng thì bạn sẽ có được của ăn của để không cần phải trông chờ vào vận may rủi hay là nhờ cậy vào ai đó nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, bạn có được cơ hội tìm được nửa kia khi quan sát kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ làm việc chăm chỉ sẽ có được của ăn của để. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc vợ chồng đồng lòng khắc phục được những khó khăn vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 21 số 64 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ người tuổi Hợi người tuổi Mão người tuổi Dậu tử vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 với bà tuổi thân bước sang ngày thứ ba này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp được ngày có được sự tác động của ngũ hành nhị hợp phù trợ cái điều này giúp cho bạn tuổi thân vốn là người có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng có dịp phát huy được điểm mạnh của mình và bạn tuổi thân đã nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới bạn lại là người có được thần phật chưa chở cho nên công việc của bạn đã hanh thông nay lại càng thuận lợi hơn. Và trong cuộc sống với bạn tuổi thân, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội này để làm tổn hại đến bạn. Vì vậy, bạn cũng cần chú ý để đánh giá và kết giao với đúng người nhé và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý với bạn rất dễ khắc khẩu với nửa kia của mình vì những quan niệm bất đồng trong cuộc sống và khi cả hai người đều đang trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là bạn nên dừng cuộc trò chuyện lại và tìm thời gian thích hợp để thảo luận với nhau để tìm ra được sự thống nhất giải quyết được những mâu thuẫn đang tồn tại bạn tuổi thân nhé vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có suy nghĩ cởi mở phóng khoáng dễ tiếp thu được những điều mới mẻ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa công việc tiến triển được thuận lợi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại đến bản thân mình Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp phải chuyện xui xẻo đi chăng nữa tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn khắc khẩu với nhau Vài đánh giá của bản tự thân trong ngày thứ 3 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi tý, tuổi thìn, tuổi tỵ Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tỵ dậu xỉu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và được mọi người tôn trọng. Và với bạn tuổi Dậu có thể trở thành người dẫn dắt giúp cho cả tập thể đạt được thành công ngoài mong đợi nữa. Tuy nhiên với bạn tuổi dậu trong ngày này, bạn cần phải chú ý về thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù là lãnh đạo thì khi có ý định phê bình, góp ý cho cấp dưới, bạn mạnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển giúp cho người nghe dễ tiếp thu hơn nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và con cái không quá hòa thuận với nhau. Có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trịa phải nghe theo. Vì vậy với bạn tuổi dậu hãy học cách lắng nghe con cái nhiều hơn và đừng có lúc nào cũng coi mình là chuẩn mực cao nhất nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa cả tập thể đi tới thành công, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ chú ý trong cách ứng dụng từ ngữ, không nên làm tổn thương người khác, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc chưa thực sự thấu hiểu quân cái của mình, quan hệ đôi bên không được hòa thuận cho lắm, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim không nên áp đặt quan điểm cho mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 79, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Từ với tuổi tốt thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thọ vượng. Cái điều này giúp cho mối quan hệ giữa bạn tuổi tuất và người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận với nhau. Bạn mệnh tuổi tuất luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ mình và những người đi trước và chú ý sửa mình để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa với nửa kia bạn tự tuất là một người vợ một người chồng có trách nhiệm dù có đi làm vất vả đi chăng nữa thì khi về nhà bạn cũng luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc của gia đình trò chuyện với nửa kia cũng khiến cho bạn cảm thấy được thư giãn trút đi gánh nặng mà mình đang phải gặp phải trong công việc nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho những bạn làm ăn, kinh doanh buôn bán có được một ngày thu về nhiều lợi nhuận cho mình. Với những quyết sách trước đó của bạn là chính xác và nay là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả mà mình thu được nữa rồi. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ là người vợ người chồng có trách nhiệm tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc quan tâm chăm lo đến các thành viên trong gia đình tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tiếp tục cố gắng không đến hài lòng với thực tại tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy kinh doanh đầu tư bắt đầu có lời lãi về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 76, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 với bà tuổi hợi bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi hợi đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Với bà tuổi hợi, thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Và nếu như bạn cứ tiếp tục múa rìu qua mắt thợ thì bạn có thể sẽ tự đẩy bản thân mình vào tình huống khó xử, gặp nhiều khó khăn nữa đó bạn tuổi hợi nhé. Và với ba tuổi hỏi, dù bạn là người có tham vọng, muốn chứng minh bản thân mình, thì trước hết bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài để cố gắng, chứ không nên vội hài lòng và nôn nóng. Bạn hãy lập ra cho mình kế hoạch với đích đến cụ thể, nếu không bạn sẽ rất dễ chán nản và bỏ cuộc dựa chừng nữa còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này bạn lại đang gặp ngày có thủy khác với họ cái điều này cho thấy tình cảm của bạn với nửa kia chẳng được như ý muốn trong ngày hôm nay và bạn tuổi hợi có thể cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình và bạn cũng đừng có để cho cảm xúc bất mãn ấy bùng nổ khiến cho bạn và nửa kia bị tổn thương về chuyện tình cảm về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa thích thể hiện quan điểm của bản thân tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ chú ý hoàn cảnh đối tượng giao tiếp với mình tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không nên ôm đồm quá nhiều công việc tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy thành công không đến một cách nhanh chóng Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 87, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, người tuổi Mùi, người tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.